Đến với thành phố Hòa Bình có rất nhiều quán cá sông Đà nổi tiếng và ngon, trong đó phải kể đến quán cá Mạnh Ngân ở ngay đầu đường Trần Hưng Đạo, đầu của thành phố Hòa Bình. Quán được thiết kế rất rộng rãi, thoáng mát, hiện đại. Quán có rất nhiều phòng riêng, có điều hòa và thiết kế rất đẹp để tiếp khách. Quán có hệ thống nhân viên rất nhiệt tình, chu đáo và đặc biệt, các loại cá sông ở đây rất ngon. Bạn có thể thử các món cá ngạnh, cá quất, cá năng. Cá ở đây được chế biến rất nhiều món ngon, nhưng bạn hãy thử các món như món gỏi cá ăn với rau sống và ăn với hành tây và hành tím, rất thơm ngon, cay cay, rất tuyệt vời, ngọt, chua chua, ngọt ngọt. Thứ hai, bạn hãy phải thử món lòng cá ăn với rau đồ, rau rừng, ăn rất mát và thơm. Thứ ba, bạn phải thử các món như cá nướng, cá hấp hay cá nấu với chuối đậu, rất tuyệt vời. Ngoài ra còn rất nhiều các món khác, giá cả hợp lý phải chăng. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.